Chào các bạn nhé. Hôm nay mình sẽ review cái máy cấy tinh chất mini có thể cầm tay, phù hợp với lại những bạn nào xách cốp đi làm. Máy cấy này nó cũng là một cái dạng của cao cấp hơn của dạng máy phi kim với các cái đầu nano, rồi là đầu 12, đầu 42, đầu 36 là đầu phi. Ngoài ra có đầu nano là đầu cấy vào trong da nhưng mà không xâm lấn, khiến cho da nhẹ nhàng hơn. Thì cái máy cấy này có ưu điểm hơn máy phi, đấy là có hộp tích điện, tức là khi mình cắm sạc pin xong mình có thể dùng hoàn toàn là thoải mái được. Thì cái này là dây sạc pin của máy. Đây, dây sạc pin của máy thì các bạn có thể cắm vào đầu USB, hoặc nếu không cắm đầu USB thì các bạn có thể trực tiếp cắm trực tiếp vào ổ điện như này. Đấy, đây là như này, thì các bạn cắm vào nhé. Ở đến đây thì là trong một bộ máy thì gồm có hai đầu nano sẵn ở đây. Đây là dòng nano, đầu cao nano đây, nickel đây. Thì cái đầu nano này là nó rất là xâm lấn, rất là nhẹ, thì cái đẩy dưỡng chất vào rất là nhẹ nhàng và không bị sưng, không bị phù đỏ gì đối với khách. Ngoài ra đối với lại là những cái dòng máy này là có cái dây dẫn truyền trực tiếp dưỡng chất từ trong cái đầu truyền trực tiếp dưỡng chất từ cái xi lanh chạy dưỡng chất như này vào trực tiếp đối với lại máy. Chính vì thế ta sẽ không dùng tay, không dẫn đến bẩn hay viêm ở trên bề mặt của da của khách. Mà ngoài ra là máy là có các cái đầu mình không thích đầu nano, hoặc là mình dùng phi kim đối với lại những vùng khác như là vùng lưng, hoặc là mình dùng để phi xâm lấn, hoặc là khi xâm lấn hoặc là phi nào đó thì mình có thể dùng những cái đầu như này. Ví dụ như đây là đầu 36 này, đầu kim 36 này, mà mình vẫn dùng đầu phi đấy. Đấy, đầu kim 36 dùng đầu phi, hoặc là có các cái dòng như ở đây là đầu round, nano, needle, tức là đầu tròn và đầu nano. Cái thứ hai nữa là đây là đầu 42 kim, thì cái kim này là rất là nhọn. Nó cũng có các cái chế độ điều chỉnh độ nông, độ sâu của máy nó khác nhau như thế nào. Thế thì bây giờ mình sẽ thử lắp máy vào cho các bạn nhé. Mình sẽ thử một cái đầu gọi là đầu nano của máy ở đến đây. Khi mà tách ra thì là sẽ có cái đầu này có dây dẫn gọi là dẫn dưỡng chất. Cái thứ hai nữa là kim, đầu kim nano này. Đấy. Và đây thì mình sẽ thử nhá, mình thử vào máy luôn nhá. Xoáy rất dễ. Đấy. Này là ở đây là mình có thể xoay để đưa cái đầu này ra đây. Và khi mà mình xoay thì mình sẽ đưa cái đầu đấy, đầu dưỡng chất này ra. Đấy, các bạn có nhìn rõ không mình? Đó, nhìn thấy chưa? Mình có thể xoay, hoặc là mình có thể xoay gần vào. Đấy, xoay gần vào thì nó thụt vào như này. Tức là điều chỉnh rất là tiện, giống hệt như là máy phi kim luôn. Tuy nhiên là ở đây có cái dòng đấy là hút tinh chất ra xi lanh là như thế này. Thì cái này mình cái xi lanh của máy thì là nó không có đầu kim, xi lanh của máy không có đầu kim. Mình có thể ra ngoài mình mua cái xi lanh 5mm ở ngoài nó có đầu kim. Tại sao mình lại mua cái xi lanh ở ngoài có đầu kim này? Để hút dưỡng chất cho dễ dàng hơn. Thế thì để mình sẽ thử cái dùng vào nhé. Thì
khi mà các bạn hút dưỡng chất ra xi lanh như thế này thì sau đấy thì các bạn sẽ bẻ cái đầu kim này ra, và khi mà mình hút dưỡng chất ra thì cái xi lanh nó sẽ dạng dài như này, dưỡng chất sẽ được đẩy vào đây. Thì cái dưỡng chất này các bạn có thể cấy theo cái công thức mix của các cái bên tế bào gốc, một là tế bào gốc, hai là HA, những cái dạng lỏng ấy, dạng HA lỏng, các bạn mix cái vitamin C rồi là các cái tế bào gốc nhau thai của Nhật Bản ra. Đấy, thế khi mà mình lắp thì mình sẽ lắp vào như này. Lắp rất tiện luôn, lắp rất tiện. Và đến đây, đây. Đấy. Đấy. Và khi mà mình bật máy lên thì mình sẽ thử các bạn nhé. Đây, máy sẽ như này. Hơi nhẹ, rất là thích luôn. Mà khi mà mình cầm đi ở đây thì có cái nút up này, down này, down này, đấy, để điều chỉnh tốc độ, up, down này. Còn ở đây là các cái tốc độ, ví dụ như là đây là mạnh hơn, nếu mà bạn nào mà bạn phi nhanh hơn thì mạnh hơn, đây đây này, phi rất dễ, đó đó. Thì khi đấy thì dưỡng chất sẽ đẩy ra trực tiếp như này, và tùy cái độ mình điều chỉnh tốc độ tay của mình và những cái vùng mà mình kiểm tra. Cái này dùng rất là thích, có thể thay dần cả cái máy down. Đấy, có thể thay cái máy mà thông thường mà các bạn hay phi ở nhà, mà lại tiện dụng luôn là có cái đầu hút ống này ra, khi mình mang đi làm việc làm cho khách, mình có thể xách cốp mình làm cho khách thì rất là xịn sò luôn.